Xin chào quý vị các bạn. Như quý vị các bạn đã biết là trong tháng 3 vừa qua, Paichi đã đưa ra một sản phẩm mới là Pai Trong đó có một danh mục mà được chúng tôi đánh giá là mũi nhọn là Up Việt Nam, tập trung những cổ phiếu đại diện cho nền kinh tế của Việt Nam nhưng lại có tiềm năng đầu tư tăng trưởng cao trong tương lai. Và hôm nay trong chương trình cập nhật thường kỳ đồng hành cùng những nhà đầu tư vào Pai Chúng tôi cũng muốn chia sẻ với quý vị các bạn cũng như những quý nhà đầu tư đang cân nhắc portfolio cho danh mục đầu tư của mình. Quan điểm đầu tư của chúng tôi về một trong những ngành mà đang được quan tâm nhất trong thị trường hiện tại đó chính là ngành thép. Đó cũng là tiêu đề của chương trình ngày hôm nay về việc cứng như thép và liệu ngành thép có xứng đáng để đầu tư hay không. Trong tuần vừa qua thì VN Index tiếp tục chèn giảm kể từ phiên đầu tiên chúng ta đưa ra chương trình đầu tiên review về uh, portfolio up Việt Nam. Kể từ phiên đầu tiên chúng ta review thì Vindex đang ở giai đoạn khoảng 1080 điểm và kể từ đó thì Vindex liên tục giảm đều qua các phiên đến hiện tại là chỉ còn có 1035 điểm à, Nhiều khán giả gửi câu hỏi về cho chúng tôi là tại sao Vindex dưới sự hỗ trợ của nhiều thông tin hấp dẫn à, tích cực như là về à, nghị định không hạ, thông tư 02 hay là về việc là lãi suất Uh, liên ngân hàng thì vẫn giảm xuống nhưng thị trường thì chưa được nhiều khởi sắc thì chúng tôi cũng giải đáp luôn về mặt bản chất thì những cái thông tin tích cực trên đặc biệt là như thông tư 02 thì chúng ta đã, trước đây đã nhiều lần nhận được những cái thông tin về dự thảo cũng như là thông tin về nội dung sửa đồ trước đó rồi vì thế nên là cái cái tính tích cực của thông tin nó đã giảm dần theo thời gian và đến khi chính thức thông tin đi vào lực uh, trong tuần vừa qua thì tác động lên thị trường không còn nhiều nữa. ở à, một phía khác là tại sao lãi suất à, liên ngân hàng giảm à, thì thị trường phản ứng chưa tích cực. Thực ra từ trước tay chúng ta vẫn có một cái hiểu nhầm là lãi suất liên ngân hàng thì là đi ngược với lại ở index. Bản chất thì không phải như vậy. Giữa lãi suất liên ngân hàng và biên index nó vẫn còn có một tầng lớp nữa đó chính là à, cái tiềm năng phát triển và cái hoạt động của doanh nghiệp có hiệu quả hay không. À, lãi suất liên ngân hàng giảm thì lãi suất cho vay của doanh nghiệp phải giảm trước đã và doanh nghiệp phải được vay vốn với lãi suất hấp dẫn rồi mới có thể hoạt động hiệu quả. Tuy nhiên thì cái nước này chúng cái bước này giai đoạn này chúng ta chưa thấy cái dấu hiệu của việc này và cần rất nhiều thời gian để kiểm chứng cái việc này. Do đó nên thị trường không thể đi lên ngay trong một sớm một chiều được. Quay lại với viên thì chúng ta thấy là cái xu hướng hiện tại của viên thì khá là khó dự đoán. Và chúng tôi nghĩ là trong giai đoạn tới nhiều khả năng thì Vinadex vẫn chưa có nhiều tín hiệu tích cực để khởi, để khởi sắc trở lại và nhiều khả năng là sẽ đi Vinadex sẽ tiếp tục dao động trong cái khoảng hẹp từ mức trên 1000 và dưới 1100. Tại sao chúng tôi nhận định như vậy? Bởi vì bản chất như các bạn đã thấy là hiện tại thì những cái thông tin tích cực nó cũng chưa tác động được nhiều lên thị trường và những cái thông tin tiêu cực thì chúng tôi trong cái giai đoạn ngắn hạn sắp tới thì cũng chưa nhìn thấy nhiều cái điểm tiêu cực có khả năng tác động lên thị trường nữa bởi thế nên nhiều khả năng là thị trường đi ngang nhìn vào cái thành phần giao động trong một tuần vừa qua của các nhóm ngành thì chúng ta thấy là ba cái nhóm ngành chủ lực ngân hàng bất động sản môi giới chứng khoán những cái nhóm ngành mà có giá trị giao dịch lớn nhất trên thị trường thì đều chứng kiến một tuần giảm điểm. Bởi thế nên VN Index trong tuần vừa qua cũng giảm theo. Và có một nhóm rất đáng chú ý là thép và sản phẩm thép thì lại là nhóm mà biến động, gần như không biến động trong cái tuần vừa qua. Và nhóm này cũng là một có thể được tính là một trong những nhóm mà có nhiều tín hiệu khởi sắc nhất. Hôm nay chúng tôi sẽ phân tích đến với quý vị và bạn về tiềm năng của những cái doanh nghiệp thép mà chúng tôi đang theo dõi và cân nhắc xem có đưa vào trong danh mục đầu tư ở Việt Nam hay không. Thì uh, giao dịch khối ngoại của nhóm của ba công ty thép mà chúng tôi theo dõi bao gồm Hòa Phát, Nam Kim, Hòa Sen thì có nhiều nét phân hóa. Hòa Phát thì trong 12 tháng gần nhất thì khối ngoại giao dịch khá là ở đây có gọi là khá là hiệu quả. Ở đây chúng ta thấy là tháng 5, tháng 6 và tháng 7 thì họ liên tục bán dòng. Sau đấy là mua dòng nhẹ trong 2 tháng 8, tháng 9 và đến tháng 10, tức là cái tháng mà giảm tận điểm mạnh nhất năm 2022 thì họ bán ra đến 1.690 tỷ. Tuy nhiên thì ngay đến tháng 11, tháng 12 khi mà HPG đi vào cái giai đoạn vùng đáy trung hạn thì họ đã liên tục cover lại khoảng 2.600 tỷ. Và tính ra là đến cái thời điểm này là trong năm 2022 tính đến tháng 12 là HPG họ không còn bán dòng nữa và đến tháng đầu năm đầu quý 1 năm 2023 thì họ liên tục mua dòng vào. Và nếu nhìn như thế thì chúng ta có thể nhận định là trong năm ngoái họ gần như là bán được giá cao và mua được giá thấp. Và HPG cũng là một trong trong ba cái cổ phiếu trên thì HPG là cổ phiếu mà được mua dòng mạnh nhất trong 7 ngày vừa qua thì HPG cũng là một trong những doanh nghiệp thuộc dạng top mua dòng trên thị trường. Ở đây chúng ta thấy là ngày 19, 20, 21 và 24, 25 thì HPG đều được mua dòng với khối lượng với giá trị tương đối lớn, đặc biệt là phiên ngày hôm kia ngay từ đầu tuần họ mua dòng một lúc 120 tỷ cùng lúc với việc là thị trường có cái thông tin là HPG quý 1 đã lãi. Các doanh nghiệp khác như là Hoa Sen và Nam Kim thì sự phân hóa nó lớn hơn. Và tựu chung lại giá trị giao dịch dòng của những cái cổ phiếu trên thì nó khá cân bằng. Khối ngoại về bản chất là gần như là không mua dòng những cổ phiếu trên. Tại sao lại vậy? Thì thực ra là do cái chuỗi giá trị của Hòa Phát so với Nam Kim, Hoa Sen là khác nhau. Hòa Phát là một nhà sản xuất thép, Nam Kim và Hoa Sen thì tính ra là cái sản phẩm của họ ở cái khâu hạ nguồn hơn, tức là họ gia công thép cuộn cán nóng trở thành tôn và đưa sản phẩm cuối cùng ra thị trường. Bởi thế nên là Hòa Phát trong thời gian vừa qua thì tận dụng được cái lợi thế của cái việc những cái diễn biến tích cực đến từ việc là giá nguyên liệu đầu vào thì giảm, giá đầu ra thì được điều chỉnh tăng và nhờ thế mà giải quyết được hàng tồn kho giá cao và có lợi nhuận ngay trong quý 1 còn hai doanh nghiệp sản xuất tôn hoa sen và tôn nam kim thì họ lại tích lũy một cái lượng hàng tồn kho cao hơn cái thời gian để giải tỏa hàng tồn kho kéo dài hơn trong khi thị trường xây dựng thì chưa thuận lợi và vì thế nên là cái lợi nhuận của họ thì kém tích cực hơn hòa phát phân tích lại một chút về cái diễn biến cụ thể từ tháng uh, 10 năm ngoái ở đây chúng tôi có một cái tài liệu thu thập được uh, từ bloomberg thì chúng ta thấy là trong tháng 10 năm ngoái thì cái lợi nhuận của mỗi cái lò cao tính trên cái chi phí mà họ bỏ ra thì đã âm. Đây cũng là đáy của ngành thép, không chỉ của Việt Nam, của Hòa Phát mà của cả các doanh nghiệp uh, sản xuất thép lão làng ở bên Trung Quốc nữa. Theo công thức phân tích chi phí đầu vào như trên thì chúng ta thấy là cái giai đoạn mà tháng 10 năm ngoái là cái giai đoạn mà chi phí của quảng sắt, chi phí của than và chi phí của thép phế đều là cao và khi mà chi phí của than và quạng sắt giảm thì ngay lập tức là biên lợi nhuận của doanh nghiệp đã từ âm chuyển sang dương trở lại. Đi vào chi tiết chúng ta thấy là ví dụ như là giá than. Thì giá than ở cái thời điểm cao điểm của năm ngoái là giá than cốc ở Trung Quốc có những cái thời điểm nó đạt đến khoảng 1.600 tệ trên một tấn và đến thời điểm hiện tại thì giá than đang trở về cái vùng giá gần như là thấp nhất kể từ cuối quý kể từ đầu quý 3 năm 2021. Giá than bây giờ chỉ còn có 1066 tệ trên một tấn than cốc thôi. Đến với giá quặng sắt cũng tương tự như vậy thì chúng ta thấy là giá quặng sắt ở thời điểm hiện tại là 1585 tệ trên một tấn. Đây là quặng sắt 66%. Thì loại quặng này thì đâu đó là giá cao hơn một chút so với giá quặng mà họ Phát đang sử dụng. Tuy nhiên thì cái diễn biến của giá quặng thì nó khá tương đồng với nhau. Và chúng ta thấy là giá quặng bây giờ đã thấp hơn rất nhiều so với lại cái thời điểm đỉnh của năm 2021 là 2.400 tệ và thấp hơn cái thời điểm của uh, quý 1 năm 2022 là 1.800 tệ. Nhờ thế mà biên lãi của các cái nhà sản xuất thép dương trở lại Nhìn vào lịch sử thì chúng ta thấy là tính từ năm 2016 ở đây là chart daily thì chúng ta thấy là có 3 lần biên lợi nhuận của các doanh nghiệp thép thì ở mức âm. Và gần như là thị trường thép thì nó có tính chu kỳ cao và nó điều chỉnh tương đối nhanh. Gần như là khi mà cái thị trường nó đi vào cái biên lợi nhuận âm thì các nhà sản xuất hoặc là họ chấp nhận phải đóng lò hoặc là họ giảm, họ sử dụng cái loại quặng có hàm lượng thép thấp hơn và đưa ra thị trường ít sản phẩm hơn để điều tiết giá thép trở lại. Bởi thế qua cái ba cái lần mà biên lợi nhuận thép âm này thì chúng ta đều thấy là cái sự phục hồi của cái biên lợi nhuận của các doanh nghiệp thì tăng trở lại rất nhanh. Trong cái giai đoạn tháng 10 vừa rồi cũng vậy, khi mà khi mà sản xuất ra mỗi một tấn thép mà một nhà sản xuất họ lỗ đến 210 tệ thì cái cái trend này nó chỉ duy trì được trong 3 tháng và dần dần phục hồi trở lại ngay từ ngay từ tháng 12 cái biên lợi nhuận đã bắt đầu là nhỏ nhỏ khoảng 14,5 tệ trên một tấn và đến thời điểm hiện tại thì nó quanh quẩn đâu khoảng 91 tệ trên một tấn cái biên này vẫn rất nhỏ nhìn dài hơn ra trong suốt quá trình lịch sử thì kể từ giai đoạn khoảng à, những cái năm 2006 thì chúng ta chỉ chứng kiến một lần duy nhất mà theo năm là biên lợi nhuận của doanh nghiệp thép là nó âm là năm 2016 và ngay lập tức thì sau đấy thì thị trường nó họ nó tự xảy ra một cái quá trình điều chỉnh và biên lợi nhuận là thẳng dư trở lại và thậm chí còn đạt cái ngưỡng rất cao trong năm 2022 vậy thì cái xu hướng này xu hướng sắp tới của cái biên lợi nhuận của các cái nhà sản xuất thép như thế nào đặc biệt là thị trường Trung Quốc bởi vì là thị trường này có một cái ảnh hưởng tương đối lớn lên thị trường thị trường thép nội địa Việt Nam và đây cũng là một trong những nhà cạnh tranh lớn của Hòa Phát thì nhìn vào lịch sử chúng ta thấy là trong cái giai đoạn năm 2009 một trong những giai đoạn mà chúng ta so sánh rất nhiều với hiện tại thì sau khi mà biên lợi nhuận của ngành thép nó ở cái ngưỡng thấp thì nó duy trì ở cái ngưỡng này trong khoảng từ 4 đến 5 năm cơ và với cái môi trường của thị trường lúc đấy nó cũng là môi trường là kinh tế xấu và kinh tế toàn cầu nó ở trong một cái giai đoạn suy thoái kép à, bởi thế nên chúng ta mới thấy là nó có nhiều nét tương đồng hiện tại ở hiện tại thì chúng ta cũng chỉ kỳ vọng là thị trường bất động sản không xấu đi hoặc cùng lắm là phục hồi nhẹ chứ chúng ta cũng không thể nhìn vào và kỳ vọng vào một cái việc bùng nổ của thị trường bất động sản trong hiện tại mà thị trường bất động sản bản chất là đầu ra của thị trường thép bởi thế nên là chúng ta ở cái trường hợp về gọi là base case thì chúng ta cũng nên kỳ vọng trong cái thời gian sắp tới là cái biên lợi nhuận của ngành thép thì đã phục hồi từ âm về dương và trong thời gian tới là biên lợi nhuận của ngành thép phục hồi từ âm về dương tuy nhiên thì nó cũng không thể quá dương hoặc là quá lớn mà nó sẽ ở cái nhiều khả năng nó sẽ ở cái ngưỡng như năm 2009 nó có một nét tương đồng và duy trì ngưỡng này ít nhất là trong trung hạn hoặc từ 2 đến 3 năm tiếp theo. Tuy nhiên, cái lợi nhuận dương nó vẫn tốt hơn rất nhiều so với cái giai đoạn đen tối là lợi nhuận âm tháng 10 năm 2022. Đấy là lý do tại sao chúng tôi đặt tiêu đề của chương trình ngày hôm nay là cứng như thép. Bởi vì chúng tôi kỳ vọng là với cái biên lợi nhuận dương ở ngưỡng tuy không cao này nhưng nó vẫn đủ giúp cho cái thị trường và đặc biệt là giúp cho những cái doanh nghiệp sản xuất thép ngay từ thượng nguồn như là HPG đủ khả năng tạo ra dòng tiền dương để uh, thứ nhất là duy trì sản xuất, thứ hai là mở rộng sản xuất ở uh, dự án Dung Quất 2 và tích lũy tiềm năng cho giai đoạn bùng nổ khắp sắp tới. Bởi vì chúng ta thấy là thị trường thép có tính chu kỳ rất lớn. Xin chào quý vị các bạn đừng quên theo dõi kênh youtube của chứng khoán Chi để cập nhật thông tin mới nhất nhanh nhất về kinh tế và thị trường chứng khoán nhé